Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá tối ngày hôm nay, mùng 4 tháng 2 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong nội dung đầu tiên này thì xin gửi đến các bạn nội dung sau thất bại tại Asian Cup 2023, hàng công của tuyển Việt Nam cần được ông Philippe Jouzier làm mới với những chân sút chất lượng. Liệu cơ hội có đến với Công Phượng? Tiếp theo mời các bạn đến với nội dung ngôi sao Việt Kiều 19 tuổi từng khoác áo U23 Việt Nam liên tục tỏa sáng tại châu Âu. Tiếp đến mời các bạn đến với nội dung Indonesia ra yêu sách với ông Shin Tae-yong, huấn luyện viên Philippe Jouzier thêm căng thẳng. Và cuối cùng thì mời các bạn đến với nội dung U17 thành công Viettel tiếp tục phong độ ấn tượng tại giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc, thẳng tiến đến trận chung kết. Mời các bạn cùng đón nghe. Sau thất bại của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023, thì như đã biết là hàng công của tuyển Việt Nam cần phải được ông Philippe Jouzier mài sắc và làm mới. Vậy thì cơ hội nào cho Công Phượng ở vòng loại World Cup 2026? Tại Asian Cup 2023, tuyển Việt Nam có 4 bàn thắng. Nhìn vào mặt thống kê thì đây rõ ràng là hiệu suất không tệ khi mà đoàn quân của ông Philippe Jouzier chọc thủng lưới những đội hàng đầu của châu lục như là Nhật Bản 2 bàn, Iraq 2 bàn. Trong quá khứ thì Việt Nam có 2 lần vào tứ kết Asian Cup nhưng cũng chỉ có được 4 bàn. Điều đó cho thấy là hàng công của chúng ta dưới thời huấn luyện viên Philippe Jouzier là rất đáng khen ngợi về mặt thống kê. Tuy nhiên thì đánh giá một cách khách quan thì 4 bàn thắng của chúng ta không đến từ một hàng công mạnh mà ngược lại có vấn đề đáng lo ngại. Ở bàn thắng mở tài khoản của Đình Bắc trong trận đấu gặp Nhật Bản thì các chuyên gia cũng như là người hâm mộ đều cho rằng tiền đạo của tuyển Việt Nam là may mắn và nếu thực hiện lại 100 lần ở tình huống tương tự thì cũng khó có thể làm lại. Còn ở trận thua Iraq 2-3 thì 2 bàn thắng của tuyển Việt Nam đều không phải của tiền đạo, một do trung vệ và một do tiền vệ Quang Hải. Ở một góc nhìn khác thì theo bình luận viên Quang Huy cho rằng thì 4 bàn thắng của tuyển Việt Nam đều được ghi ở những trận có tâm lý là thoải mái. Nếu như hàng công của đội tuyển hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn ở trận gặp Indonesia thì sự đánh giá mới là chính xác. Ở trận gặp đối thủ mạnh như là Nhật Bản hay là Iraq, Việt Nam thắng thì quá tuyệt vời mà thua thì cũng không sao. Nhưng ở trận gặp Indonesia thì chúng ta phải thắng thì lại không làm được, thậm chí là không thể ghi bàn. Bình luận viên Quang Huy cho biết, nhìn lại toàn bộ các trận đấu mà ông Philippe Jouzier cầm quân ở đội tuyển, cả giao hữu cũng như là chính thức, thì hàng công là nơi mà luôn có những biến động về nhân sự. Khi mới ngồi vào ghế nóng của tuyển Việt Nam thì chiến lược gia người Pháp ưa thích Tuấn Hải và Văn Tùng. Còn đến cuộc so tài với Palestine thì Hoàng Đức được đẩy lên đá tiền đạo cắm cùng với Tuấn Hải. Trong 3 loạt trận giao hữu gặp Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc thì các tiền đạo được sử dụng bao gồm là Tiến Linh, Hoàng Đức, Văn Toàn và Tuấn Hải. Đến vòng loại World Cup 2026, Tuấn Hải và Văn Toàn được tin dùng. Nhưng ở Asian Cup vừa qua thì Đình Bắc lại là sự lựa chọn số 1. Nếu chân sút 19 tuổi không chấn thương sau trận gặp Nhật Bản thì có thể là anh sẽ đá chính cả 3 trận ở vòng đấu bảng. Đáng chú ý, tại trận đấu then chốt gặp Indonesia, huấn luyện viên Philippe Jouzier gây bất ngờ khi trao cơ hội cho Văn Tùng và Văn Trường. Sau đó mới đến Văn Toàn được vào sân ở cuối hiệp 2. Nhưng thời gian là không đủ để cho tiền đạo này thể hiện mình. Với sự thay đổi liên tục các tiền đạo cho thấy là ông Philippe Jouzier dường như là chưa tìm được một sự lựa chọn ưng ý nhất. Vào tháng 3 tới thì Tiến Linh trở lại nhưng cũng chưa chắc là anh sẽ được tin dùng. Thực ra thì ông Jouzier vẫn còn một lựa chọn khác, đó là Công Phượng. Cầu thủ chỉ được ông thầy người Pháp sử dụng duy nhất một lần, đó là ở trận giao hữu với Palestine hồi tháng 9 năm ngoái. Tại Nhật Bản thì đội bóng của Công Phượng là Yokohama FC đã xuống J-League 2. So với mùa giải trước đó thì tiền đạo người Nghệ An có nhiều cơ hội hơn để thi đấu và đó là lý do mà anh quyết định gia hạn hợp đồng thêm một năm thay vì lại về nước chơi bóng. Còn trong chia sẻ mới đây thì Công Phượng mong muốn là được trở lại đội tuyển. Dĩ nhiên thì anh phải thi đấu thường xuyên và ghi được dấu ấn ở Nhật Bản. Qua đó thì mới có thể ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Philippe Jouzier. Như các bạn đã biết thì U17 thể công Viettel đang tham gia giải giao hữu quốc tế ASEAN Greater Bay Arena Cup diễn ra tại Quảng Tây, Trung Quốc đến ngày 6 tháng 2. Mới đây thì họ lại tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại giải này. Còn nhớ trước đó là trong ngày 2 tháng 2 thì U17 thể công Viettel
giành chiến thắng trước trung tâm Ian Bian với tỷ số 3-1 tại giải đấu trên đất Trung Quốc. Mới đây nhất ở vòng bán kết thì U17 Thái Công Viettel đã giành chiến thắng U17 Tứ Xuyên và sẵn sàng cho trận chung kết tại giải giao hữu này. Trước đó nữa thì ngày 1 tháng 2, thầy trò ông Nguyễn Thanh Hải đã có chiến thắng đậm đà 9-0 trước U17 Thanh Hải của Trung Quốc. Sau khi có trận hòa 1-1 trước Hồ Bắc và thắng U17 Thâm Quyến với tỷ số 5-2. Indonesia ra yêu sách cho ông Sinh Yang khiến cho ông Philippe Jouzier thêm căng thẳng. Mới đây thì báo chí ở Indonesia cho rằng là tương lai của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả của hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam vào tháng 3 năm 2024. Hợp đồng của ông Shin Tae-yong và Liên đoàn bóng đá Indonesia còn thời hạn đến tháng 6 năm nay. Mới đây thì nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng tiết lộ là ông có ý định nhận công việc mới ở một đội tuyển khác và không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên thì theo báo chí ở Indonesia đồn đoán là tương lai của ông Shin Tae-yong phụ thuộc nhiều vào kết quả hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026. Cụ thể, tờ Bola của Indonesia cho biết hai trận đấu với Việt Nam trong tháng 3 này rất quan trọng với ông Shin Tae-yong. Kết quả trận đấu sẽ có ý nghĩa quyết định đến hợp đồng của huấn luyện viên này. Ông ấy đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của bóng đá Indonesia trong những ngày qua. Chưa ai rõ là ông Shin Tae-yong liệu có tiếp tục công việc của mình ở Indonesia hay không. Trang tin bóng đá uy tín của Indonesia đưa ra dẫn chứng về quãng thời gian 4 năm mà vị huấn luyện viên người Hàn Quốc này dẫn dắt các đội tuyển như là U19, U23 và cả đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân này chưa giành được danh hiệu nào. Đồng thời thì một bộ phận người hâm mộ Indonesia cho rằng là ông Shin không thay đổi được bộ mặt của nền bóng đá nước này. 4 năm dẫn dắt đội tuyển Indonesia của ông Shin Tae-yong là không có gì đặc biệt, tờ Bola dẫn lời người hâm mộ ở Indonesia cho biết. Còn về phía Liên đoàn bóng đá Indonesia, đứng đầu là Chủ tịch Erick Thohir thì đưa ra quan điểm trung lập về tương lai của ông Shin Tae-yong. Cựu chủ tịch của câu lạc bộ Inter Milan cho biết là ông muốn giữ chân ông Shin Tae-yong, nhưng nếu vị này cương quyết ra đi thì ông cũng sẽ đồng ý và không gượng ép. Tuy nhiên thì điều kiện mà Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia đưa ra thì ông Shin Tae-yong mới hoàn thành một nửa. Đội tuyển của ông đã vượt qua được vòng loại Asian Cup 2023. Sau đó thì ông Shin Tae-yong cần phải có thành tích tốt ở vòng chung kết U23 châu Á và vòng loại World Cup thì hợp đồng giữa đôi bên sẽ được gia hạn đến tháng 6 năm 2027. Theo một số nguồn tin cho biết thì báo chí ở Indonesia cho rằng ông Shin Tae-yong sẽ nhận mức lương lên đến 1,5 triệu USD một năm nếu ký hợp đồng mới với Liên đoàn bóng đá Indonesia. Chuyển sang thông tin tiếp theo, mới đây thì tiền vệ Việt Kiều Andre Nguyễn An Khánh đang liên tục tỏa sáng trong màu áo U19 Sigma Olomouc ở Cộng hòa Séc. Kể từ đầu năm mới 2024, tiền vệ Andre Nguyễn An Khánh đang được sử dụng khá nhiều trong màu áo U19 Sigma Olomouc. Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ cũng như là ban huấn luyện thì An Khánh cho thấy sự phát triển rất nhanh và liên tục tỏa sáng mỗi khi anh được trao cơ hội. Mới nhất đây thì cầu thủ mang hai dòng máu Việt và Séc đã mở tỷ số ngay ở phút thứ tư. Trận này thì đội của An Khánh đã có chiến thắng 4-3 chung cuộc. Cách đó ít ngày thì ngôi sao sinh năm 2005 cũng ghi bàn trong trận hòa 2-2 trước U19 MSK Žilina. An Khánh đang cho thấy bản thân là tiền vệ giàu tiềm năng với cách chơi nhanh, gọn, kỹ thuật cùng với nhãn quan chiến thuật tốt. Với những gì đã thể hiện thì An Khánh hứa hẹn là sẽ được ông Philippe Jouzier triệu tập trong những lần hội quân tiếp theo của đội tuyển U23. Hồi tháng 6 năm ngoái thì ngôi sao Việt Kiều này cũng được nhà cầm quân người Pháp gọi lên tập trung cùng đội tuyển U23 cũng như là đội tuyển quốc gia trong vòng 10 ngày. An Khánh cũng được ông Philippe Jouzier sắp xếp đá 30 phút trong trận giao hữu với câu lạc bộ Hải Phòng. Tất nhiên thì với khoảng thời gian ít ỏi trên là không đủ để đánh giá hết tiềm năng của Nguyễn An Khánh. Nhưng điều này cũng lại tiếp thêm tình yêu cho cậu học trò của ông Jouzier với đội tuyển quốc gia. Đến tháng 9 năm ngoái thì ngôi sao 19 tuổi được ông Philippe Jouzier gọi lên hội quân để hướng đến vòng loại U23 châu Á. Nhưng trong lần tập trung này thì ngôi sao thuộc biên chế của Sigma Olomouc đã không được lựa chọn. Tuy nhiên thì với những gì đã thể hiện thì Phù Thủy Trắng có thể là sẽ sớm trao cơ hội cho anh trong màu áo đội tuyển U23 cũng như đội tuyển quốc gia. Đặc biệt là sắp tới đây thì U23 cùng với đội tuyển quốc gia sẽ dự nhiều giải quan trọng trong năm 2024. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.